Vâng, xin chào toàn thể quý thầy cô và các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang, đặc biệt là các thành viên chúng ta đang tham gia chương trình đặc biệt, chương trình hệ danh dự của nhà trường. Thật là vui khi Huy có thể cùng đồng hành hai chuyên đề với toàn thể các bạn trong chương trình của mình lần này. Vừa về cảm xúc, với góc độ Huy là một người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tâm lý học và khai vấn, và với kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nhân sự, mang thêm các bạn những góc nhìn thực tế áp dụng trong công việc của mình, chuẩn bị hành trang cho mình có thể đạt được công việc mơ ước qua chuyên đề về kỹ năng và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Và hy vọng rằng là các bạn chúng ta đã có những thời gian thật là bổ ích với nhau trong hai buổi chuyên đề này của mình. Sau buổi workshop giao tế chuyên nghiệp trong kinh doanh thì em cảm thấy là những cái gì mà anh Huy trao đổi thì nó rất là bổ ích, và giống như là từ những cái dáng đứng hoặc là những cái cách mà mình bắt tay hoặc là những cái cách ngồi thì nó đều rất là bổ ích trong, giống như là nó đều là góp một cái phần trong như gọi là sau này khi mà mình đi làm hay như thế nào thì nó làm giống như một cái điểm tinh tế vậy đó. Thì cái khoảnh khắc mà em cảm thấy là mình ấn tượng nhất đó là cái phút mà em tự lên giới thiệu bản thân mình, thì nhưng mà em có những cái điều còn thiếu sót, thì khi mà anh Huy nói lại, diễn đạt lại cái những cái gì mà em đã nói đó, thì nó mà rất là trôi chảy đó, và em kiểu cảm thấy rất là ấn tượng với cái điều đó. Đến với cái workshop của ngày hôm nay thì em cảm thấy đây là một cái workshop rất là bổ ích, nó như là một cái hành trang giúp cho chúng em vấn đề mà tìm kiếm công việc sau này. Cũng như là trong các mối quan hệ xã hội thì cái cảm xúc này cũng là rất quan trọng trong cái sự giao tiếp của em, trong khi mà em đang giao tiếp với đối tác nè, khi giao tiếp với các nhân viên trong công ty, hoặc là thậm chí là có thể là dùng cái điều chế cảm xúc đối với các thành viên trong gia đình hoặc là người thân bạn bè của mình. Đây là một cái buổi rất là bổ ích, và nó là trang bị cho em những nhiều kiến thức hay, những kiến thức mà từ trước đến giờ em chưa được học đến. Cho tụi em không phải là gặp khó khăn thì chúng ta sẽ ngã,